Mitsubishi S-Fox đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào ngày 10 năm 1. Xe có tổng cộng 4 phiên bản gồm GLX, Exit, Premium và Ultimate, với giá bán cho 3 phiên bản đầu dao động từ 599 đến 680 triệu trong khi giá của phiên bản Ultimate vẫn chưa được công bố. Trong tháng 4, mẫu SUV đô thị này bán được tổng cộng 1.334 xe, đứng thứ 3 toàn thị trường Việt Nam. Đây là thành tích ấn tượng đối với một phương tiện vừa chỉnh làng. Với kết quả này, Fox cũng có lần đầu lên đỉnh phân khúc SUV hạng B, vượt qua các đối thủ đáng gờm như Kia Celtis hay Hyundai Creta. Theo ghi nhận trên thị trường xe cũ, một chiếc Mitsubishi Fox đang được chào bán với mức giá 648 triệu. Hiện tại, chiếc Fox đang được giao bán có thể coi là một trong những chiếc đầu tiên xuất hiện trên sàn xe cũ. Người bán chia sẻ đây là mẫu Mitsubishi Fox phiên bản Premium, mới chạy siêu lướt 3.000 km. Tình trạng xe vẫn còn như mới với ngoại thất màu trắng. Nội thất màu đen. Được biết, ở thời điểm mua, giá niêm yết bản Premium là 680 triệu. Để lăn bánh chiếc xe, số tiền mà người dùng phải bỏ ra vào khoảng 780 triệu. Như vậy, sau khoảng thời gian lăn bánh 3 tháng, chủ xe đã chấp nhận chịu lỗ hơn 100 triệu. Ở chiều ngược lại, đây là lựa chọn hấp dẫn với những ai đang mong muốn sở hữu một chiếc SUV cỡ B đời mới, vận hành ấn tượng mà không ngại sử dụng xe cũ. Mitsubishi Fox thuộc phân khúc SUV hạng B và cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Hyundai Creta, Kia Celtis, Honda HR-V và Toyota Yaris Cross. Fox có kích thước lớn đáng kể so với các đối thủ, bao gồm thông số chiều dài 4.390mm, chiều rộng 1.810mm và chiều cao 1.660mm. Khoảng sáng gầm của Fox lên đến 222mm, cao bậc nhất phân khúc. Thiết kế lấy cảm hứng từ nguyên mẫu XFC Concept vốn đã được trình làng từ năm 2022 chỉ có một số điểm tinh chỉnh để phù hợp với vận hành thực tế. Phía trước xe vẫn giữ cụm đèn chiếu sáng tự động kết hợp với đèn LED định vị dạng chữ T. Bộ mâm 5 chấu có kích thước lớn nhất phân khúc với đường kính 18 in. Cả cản trước và sau được thiết kế tối ưu để vận hành off-road. Bản Premium trang bị tính năng mở cốp rảnh tay. Trong khoang nội thất của Fox, thiết kế được đánh giá là hiện đại, với một màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn kích thước 12.3 in kết hợp với màn hình 8 in được đặt sau vô lăng, tạo thành một cụm điều khiển dạng nổi. Hệ thống giải trí đa phương tiện này hỗ trợ kết nối Apple CarPlay Android Auto và được trang bị hệ thống âm thanh 8 loa Dynamic Sound Maha Premium. Xe cũng được trang bị một số tính năng đáng, chú ý khác bao gồm điều hòa tự động hai vùng độc lập, với cửa gió riêng cho hàng ghế sau, hệ thống lọc không khí Nano X, cổng sạc USB A và USB C, phanh đỗ điện tử với chức năng giữ phanh tự động auto hôn sạc không dây, đèn trang trí nội thất, cửa cốp đóng mở điện động cơ là loại 1.5 lít, công suất 105 mã lực, mô men xoắn 141 Nm kết hợp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước với 4 chế độ lái. Mẫu xe này còn có hệ thống kiểm soát lực phanh khi đánh lái gấp hay vào cua AIC. Công nghệ hỗ trợ lái, trên Fox nổi bật với gói ADAS gồm các tính năng ga tự động thích ứng khoảng cách, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, đèn pha thông minh, thông báo xe phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau các trang bị an toàn khác còn bao gồm cảm biến lùi cảm biến áp suất lốp và camera lùi